Son Jae-jin được cho là đang chuẩn bị nhà tân hôn của mình khi mạnh tay chi 16 tỷ won để mua một tòa nhà tại Seoul. Mỹ nhân hạ cánh nơi anh Son Jae-jin gần đây được cho đã mua một tòa nhà hơn 16 tỷ won tại Seoul. Hôm nay theo E Daily, nữ diễn viên Son Jae-jin đã mạnh tay tỏ một tòa nhà ở khu Sia Dong, Seoul, Hàn Quốc với giá khoảng 16 tỷ won. Cũng theo đó, tin tức này cho biết Son Jae-jin đã ký kết hợp đồng mua nhà vào ngày 28 tháng 7 và hoàn thành các thủ tục thanh toán vào cuối tháng 9 năm 2020. Trong đó 40% đã được người đẹp trả bằng tiền mặt, số còn lại được cô thế chấp bằng tài sản khác. Truyền thông Hàn cũng cho biết tòa nhà có diện tích đất nền khoảng hơn 400 mét vuông, được xây dựng với 2 tầng hầm và 6 tầng trên mặt đất. Tổng diện tích lên tới 1.567 mét vuông. Dự kiến Son Jae-jin sẽ mua căn nhà này để cho thuê các cửa hàng mỹ phẩm, trung tâm spa và chăm sóc sắc đẹp. Theo đánh giá của truyền thông, căn nhà nào ở vị trí đắc địa, tiền thuê thu lại lớn nên mỗi năm trung bình Son Jae-jin sẽ thu lãi khoảng 3,5% trên tổng số tiền bỏ ra ban đầu là 16 tỷ won. Mặt khác, Son Jae-jin hiện đang là một trong những nữ nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc, thành công trong cả lĩnh vực truyền hình điện ảnh lẫn quảng cáo. Son Jae-jin đã có mức cát xê không phải giảm vừa. Vào năm 2010, theo ước tính, mức cát xê của nữ diễn viên trong mỗi tập phim đã rơi vào khoảng 2 tới 30 triệu won. Vào năm 2013, con số này đã tăng lên 30.000 USD. Hiện tại, có nguồn tin cho rằng cát xê của nữ diễn viên lên tới 130 triệu won một tập. Sau thành công của Hạ cánh nơi anh, mức cát xê của cô được dự đoán sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Son Jae-jin cũng là gương mặt được nhiều công ty quảng cáo chọn làm gương mặt thương hiệu. Chỉ trong năm 2015, mỗi hợp đồng quảng cáo của nữ diễn viên có trị giá từ 500 tới 600 triệu won. Với nguồn thu nhập lớn, Son Jae-jin sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại Hàn Quốc. Trong một chương trình truyền hình, Son Jae-jin từng giới thiệu đôi chút về căn nhà của mình. Cụ thể, nữ diễn viên khoe ngôi nhà 2 tầng trị giá 9,35 tỷ won gần ga Hajeong, Seokjung Dong, Seoul, Hàn Quốc, nơi sống của tầng lớp thượng lưu Hàn Quốc. Dù ít khi khoe khoang nhưng ai cũng biết Son Jae-jin có cuộc sống vô cùng dư dả thoải mái. Nữ diễn viên xinh đẹp không ngại chi tiền khủng đầu tư cho trang phục phụ kiện từ các thương hiệu nổi tiếng. Cô từng gây chú ý khi mang đôi bông tai có giá 59.800 USD, tương đương 100.000 won. Son Jae-jin cũng đang là ngôi sao thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Cách đây không lâu, truyền thông Hàn đưa tin Son Jae-jin đã quyên góp 100 triệu won nhằm giúp đỡ các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Hành động của cô được cư dân mạng khen ngợi hết lời.